nuôi chú Hùng. Cháu bị chúng nó chê là con nhà quê. Nhà quê. Chú chụp cho cháu bộ ảnh nào thật sang chảnh ạ. Sang chảnh ạ. Để cháu về cháu phóng to treo trước cửa nhà nó luôn. Treo trước cửa nhà nó luôn. Cháu là diễn viên phim kiếm hiệp. Chú chủ cho cháu diễn viên được không? Diễn viên được không? Cho chúng nó sợ. Chú Hùng ơi, chú Hùng, cháu muốn chụp ảnh hoa giấy nhưng mà phải xinh. Phải đi tiếp như này này. Muốn chụp ảnh xếp hình yoga nhưng mà phải trên thiên đường cơ.